Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái chương trình Apache Tomcat để mà mình cài đặt giả lập một cái server cho cái ứng dụng để mà mình có thể tải được các ứng dụng web chẳng hạn. Thì mình sẽ vô trình duyệt và mình gõ là Apache Tomcat. Rồi nó đưa mình đến cái trang Apache Tomcat như vậy. Rồi mình kích vô cái đường link của nó. Rồi mình sẽ bắt đầu đi download chương trình. Mình thích vô download chẳng hạn. Thì hiện tại cái phiên bản Apache Tomcat mới nhất là Tomcat 9, thì mình sẽ đi download phiên bản mới nhất luôn. Thì ở đây nó có một cái file là file tag.zip, thì mình sẽ đi download cái file này. Mình click vô cái link này, mình chọn save file. Rồi nó đã download xong và mình đi vô cái folder chứa nó. Tiếp theo thì mình sẽ đi giải nén nó ra, thì mình cũng giải nén vào cái folder là My Software của mình. Mình chọn extracto, mình chọn cái folder My Software của mình và mình chọn ở đây chọn CNET. Rồi mình vô folder My Software thì nó đã giải nén cho mình một cái folder là Apache Tomcat như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ đi cấu hình cho cái Apache Tomcat này, thì mình sẽ tở terminal lên. Rồi mình sẽ connect CD và mình đi vô cái folder My Software của mình. Rồi mình vô cái folder Apache Tomcat và mình nhấn enter. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi vô cái thư mục bin. Rồi mình nhấn ns để mình xem các file trong cái Tomcat. Thì ở trong đây nó có nhiều file và đây có một số cái file .sh như này. Thì những cái file này thì mình cần phải trên cái permission, tức là trên cái quyền của nó, thì nó mới hoạt động được. Thì mình sẽ có lệnh như sau, mình có sẽ lệnh là ch1, rồi mình cộng với x, rồi mình có sao.sh. Thì cái từ ch1 này nó bằng với cái từ là trên mode, tức là mình thay đổi cái quyền để mà mình có thể sử dụng được các file sh như vậy. Rồi mình nhấn enter. Rồi như vậy là nó đã thay đổi cái version cho mình và mình exit. Rồi tiếp theo thì mình sẽ mở cái chương trình edit lên. Rồi chương trình edit của mình nó đã khởi động lên như vậy. Rồi tiếp theo thì mình đi sẽ cấu hình để cho cái server Tomcat vào trong cái edit này. Thì ở đây mình có cái một cái tab là server như vậy. Nếu các bạn nào không có cái tab này thì các bạn click vô Windows, chọn Show View và chọn Other. Rồi các bạn nào có server chẳng hạn, đó thì các bạn chọn cái này rồi chọn Add hoặc là Open gì đó, thì nó sẽ có cái tab server như vậy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ link vô cái link này. Rồi mình chọn tiếp theo là chọn cái Apache. Rồi mình sẽ kéo xuống dưới. Và mình chọn là Tomcat 9 như vậy. Cái chỗ này là server name thì mình đổi tên nó lại là thành Tomcat 9 server. Rồi mình chọn net. Rồi mình rao đến cái thư mục và mình chứa cái Tomcat. Mình để trong cái thằng folder My Software. Rồi mình chọn tới Apache Tomcat 9 như vậy. Rồi mình chọn OK. Rồi mình chọn net. Cái chỗ mục cuộc pen default JDE này thì mình để mặc định. Rồi mình chọn finish.
Rồi, tiếp theo thì mình sẽ double click lên cái Tomcat 9 server này. Rồi, ở đây thì mình có thể xem được các thông số mà nó đang cấu hình hiện giờ. Thì các bạn có thể chú ý vào cái phần port name và port number này. Đây là những cái port mặc định mà Tomcat nó sử dụng. Các bạn thì có thể thay đổi nó. Rồi, tiếp theo thì ở cái mục server location thì các bạn chọn cái để chọn là do Tomcat installation. Khi các bạn chọn cái tùy chọn do Tomcat installation như vậy thì cái đường dẫn server path nó sẽ trỏ tự động trỏ đến cái folder My Software rồi folder Apache. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tạt cái server Tomcat này lên thì mình chọn server và mình chọn tạo. Rồi, ở trên chỗ console thì nó đã báo là server tạt up trong bao nhiêu giây như vậy. Thì tức là nó đã tạt thành công cho mình rồi. Tiếp theo thì mình sẽ vô trình duyệt và mình gõ là http://localhost. Rồi, 2.8080. Rồi mình nhấn Enter thì nó đã hiển thị lên cái trang giao diện của thằng Tomcat như vậy. Như vậy là mình đã cài đặt xong cái chương trình Apache Tomcat để mình giả lập một cái server tại localhost để mình có thể chạy được các ứng dụng web của mình ở trên cái server này. Thì buổi hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các buổi hướng dẫn tiếp theo.